Hôm nay mình sẽ làm một đoạn clip để hướng dẫn các bạn cần chuẩn bị trước khi phẫu thuật. Ở đây mình có một khách hàng vừa tư vấn xong, mình sẽ dặn dò bạn cũng như tất cả các bạn để các bạn nắm được những cái điều mà mình cần làm trước khi tiến hành phẫu thuật. Chào bạn, nãy giờ mình đã được bác sĩ tư vấn, bạn cũng đã nắm bắt những cái vấn đề hết rồi. Thì bây giờ mình Vân sẽ có một số dặn dò đối với bạn trước khi tiến hành cuộc phẫu thuật ngày mai. Thì sáng mai mình đã có lịch hẹn là 8 giờ rồi ha. Tối nay thì trước cái phẫu thuật của mình 6 tiếng, bạn nên không ăn và không uống gì hết. Chắc tầm là khoảng 12 giờ đêm nay đó. Thì đúng rồi, những cái trang sức của mình đó, bạn nên tháo và để ở nhà hết dùng nha. Ví dụ như bông tai, dây chuyền, nhẫn, khoen tai gì đó, khoen rốn hay là gì đó thì bạn cũng nên là để cất ở nhà giùm mình. Đồng thời nếu bạn có sơn móng tay á, mình cũng nên xóa luôn, mình bôi hết, bôi sạch giùm ha. Bạn cũng cần vệ sinh thân thể mình trước, tức là mình có thể tắm rửa trước khi mình tiến hành cuộc phẫu thuật. Và trước phẫu thuật 3 ngày là bạn không nên uống aspirin. Thì không biết là bữa giờ bạn có dùng aspirin không? Dạ không. Ok, vậy là tốt. Cuộc phẫu thuật vào ngày mai thì sẽ có bác sĩ kiểm tra và khám cho bạn trước khi mình bước vào phòng mổ. Nếu mà bạn có những cái vấn đề về bệnh lý cũng như là tiền sử về phẫu thuật nào trước đây, bạn nên báo trước cho bác sĩ biết nha. Dạ. Okay. Bạn cảm ơn bạn. Một số dặn dò này tuy là nhỏ thôi nhưng mà các bạn nên lưu ý để cho cuộc phẫu thuật của mình được tốt hơn. Ok, chào đi, chị mình sẽ tiến hành cuộc phẫu thuật vào ngày mai nha. Chào tất cả các bạn. Những cái vấn đề này tuy là nhỏ thôi nhưng mà hy vọng là các bạn sẽ nắm được những cái vấn đề này và giúp cho cuộc phẫu thuật của mình được tốt hơn. Vân xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong thời gian tới.